Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 108. Bài này nằm trong khóa tổng ôn lý thuyết vô cơ, phần đếm phản ứng tạo đơn chất. Các em có thể tham gia khóa học này bằng cách truy cập vào trang web trên đỉnh đây. Đáp án bài số 108 này, đáp án là C. Lý do vì sao chọn C được thầy giải thích qua đáp án như sau. Để chọn đáp án đúng được thì các em phải định hình các loại phản ứng đã. Ở thí nghiệm thứ nhất là thí nghiệm mà không có tạo thành đơn chất kim loại, nó chỉ tạo thành kết tủa và kết tủa tan ra. Ở thí nghiệm thứ hai, đơn chất của thầy là bạc. Cái phản ứng này thầy không thể thích lại nữa. Phản ứng thứ ba là phản ứng không xảy ra vì khí CO không thể khử được MgO. Lý do đó là MgO là oxit của kim loại đứng trước nhôm, nó chỉ khử được những oxit kim loại sau nhôm mà thôi. Thí nghiệm 4, các em lại phải nhớ lại cho thầy điện phân dung dịch, các em thu được kim loại bạc. Thí nghiệm 5, đốt quặng FeS trong oxy thì sắt lên sắt cao nhất, lưu huỳnh lên SO2, như vậy ra oxit sắt và SO2. Thí nghiệm 6, đồng tan trong sắt 3, không có kim loại nào hình thành hết. Thí nghiệm 7, nhiệt phân FeNO3 tất cả 2 lần, ra Fe23, NO2 và oxy. Thầy chú ý phản ứng 7, FeNO3 cho dù là hóa trị 2, nhưng khi lung ở trong không khí hay chân không đều thu được Fe23. Lý do rất đơn giản là trong quá trình nhiệt phân nó tạo ra oxy, và oxy nó oxy hóa hết FeO lên Fe23. Sau đó oxy vẫn còn dư. Đấy. Chú ý hộ thầy nhé, kể cả lung trong chân không hay không khí, FeNO3 tất cả 2 lần luôn tạo được Fe23. Thế còn FeNO3 3 lần thì hiển nhiên rồi, không nói nữa, không bàn cãi vấn đề đó. Đó, chỉ chú ý thầy FeNO3 2 lần thôi. Như vậy, thông qua những phản ứng này, các em có thể ôn lại cho thầy những cái phần mà các em thấy yếu để các em củng cố lại để chúng ta trước khi thi. Như vậy đáp án C là chuẩn rồi.